wargame hay miniature wargames là một kiểu trò chơi mà người chơi sử dụng các mô hình của mình chống lại mô hình của người chơi khác thông qua một hệ thống luật chơi có sẵn trên một chiến trường mô hình, thường được đặt trên các mặt bàn, do đó nó còn được gọi là game tabletop. Và Warhammer 40,000 chính là tựa wargame lớn nhất thế giới. Tuy xuất thân là một tựa wargame, nó lại được biết đến rộng rãi hơn về khía cạnh bối cảnh, cốt truyện hay gọi tắt là lore của mình và đang ngày càng trở nên quen thuộc với những fan của thể loại khoa học viễn tưởng tại Việt Nam nói riêng. Hôm nay, nhân dịp phiên bản thứ 10 của Warhammer 40k sắp sửa ra mắt trong năm 2023, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề không kém phần thú vị, đó chính là nhìn lại và tìm hiểu về lịch sử phát triển tròn 40 năm của tựa wargame này. Từ cuốn sách luật đầu tiên của phiên bản thứ nhất tới thương hiệu wargame trị giá hàng chục tỷ đô hiện tại nha. Ok, giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Được thành lập tại Anh vào năm 1975 bởi John Pick, Ian Livingston và Steve Jackson, Game Workshop ban đầu là nhà sản xuất thủ công các bề mặt gỗ cho các trò chơi board game truyền thống, bao gồm như là cờ thỏ cáo, Mancala, Morris 9 người và cờ vây. Sau đó, nhờ giành được vị trí là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của TSR tại Anh. TSR là nhà sản xuất trò chơi Mỹ với sản phẩm nổi tiếng nhất chính là tựa game tabletop RPG mang tên Dungeons and Dragons, hay tôi xin gọi tắt là D&D. Đồng thời, nhờ duy trì được danh tiếng và uy tín cao bằng cách điều hành các hội nghị trò chơi wargame thường niên và xuất bản tạp chí White Dwarf về wargaming của mình, công việc kinh doanh của Game Workshop đã phát triển rất nhanh chóng và sau đó đã thành lập cho mình một công ty con mang tên là Citadel Miniature để chuyên sản xuất các mô hình bằng kim loại trong nước để tiết kiệm các chi phí nhập khẩu vận chuyển đắt đỏ từ các nhà sản xuất nước ngoài như là TSR. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm của các công ty trò chơi khác. Bắt đầu từ năm 1980, Game Workshop đã tự tạo ra các dòng sản phẩm riêng của mình, trong đó có tựa wargame mang tên Warhammer Fantasy Battle. Mọi việc bắt đầu vào năm 1983 với việc Brian Ansel, giám đốc của Citadel Miniatures, yêu cầu Rick Priestley, nhà thiết kế trò chơi của hãng, phát triển một dòng sản phẩm mô hình wargame sẽ được tặng miễn phí cho các khách hàng để khuyến khích họ mua thêm nhiều mô hình thu nhỏ của hãng hơn, chủ yếu là để chơi D&D. Nhưng khi các sản phẩm này ra mắt, họ đã nhận ra tiềm năng của dòng sản phẩm mới này và kết quả là Warhammer Fantasy Battle hay Warhammer Fantasy đã ra đời vào năm 1983 với thành công rực rỡ. Warhammer Fantasy về cơ bản là một trò chơi tabletop với bối cảnh giả tưởng trung cổ theo phong cách Dungeons and Dragons nhưng đen tối và bạo lực hơn nhiều. Trong các câu chuyện của D&D, bạn sẽ cảm thấy các nhân vật như thể là những anh hùng đang thực hiện các chuyến thám hiểm hoành tráng. Còn Warhammer Fantasy lại cho người chơi cảm giác giống như họ đang vật lộn để sống sót trong một thế giới hoang tàn và nghiệt ngã hơn rất nhiều. Điều này đã tạo ra một làn gió mới đến với cộng đồng wargaming nước Anh lúc bấy giờ và được họ tích cực đón nhận. Nhưng không chỉ nhờ vào mặt bối cảnh, cốt truyện, sức hút của Fantasy còn đến từ chính cách chơi của nó. Thay vì cơ chế nhập vai nhân vật, role-playing như trong D&D, Warhammer Fantasy Battle lại là một tựa wargame theo lượt đúng nghĩa. Tức là thay vì các nhân vật, người chơi sẽ chỉ huy các đội quân mô hình và toàn bộ ván chơi của nó sẽ là một trận chiến. Trong khi D&D sẽ chủ yếu tập trung kể về những câu chuyện phiêu lưu của một nhóm các nhà thám hiểm của bạn, những người có thể tham gia vào một vài cuộc đấu nhỏ, nhưng không có quy mô ở một trận đấu Warhammer Fantasy, với hàng chục, thậm chí lên tới hàng trăm mô đồ cùng một lúc tham gia chiến đấu trên bàn chơi. Được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi cộng đồng người chơi, do đó không chỉ dừng lại ở việc tặng mô hình free, mà công ty đã quyết định phát triển nó thành một dòng thương hiệu riêng của mình, với các ấn bản tiếp theo được phát hành mãi đến tận năm 2011 và được kế nhiệm bởi Warhammer Age of Sigmar vào năm 2015 đến nay. Chính nhờ sự thành công với Warhammer Fantasy Battle, Game Workshop đã có đủ tự tin để tập trung vào lĩnh vực sản xuất và phân phối wargame của riêng mình. Điều này đã đưa chúng ta đến với phiên bản đầu tiên của Warhammer 40,000, Rogue Trader, vào năm 1987. Kể từ khi bắt đầu làm việc cho Game Workshop, Rick Priestley, cha đẻ của Warhammer Fantasy, đã tự mình phát triển một tựa game tabletop mang tên Rogue Trader. Nó là một thế giới khoa học viễn tưởng được thêm thắt với các yếu tố thần thoại cổ điển, tức là ngược lại với Warhammer Fantasy, nhưng vẫn cũng có các nhân tố tương đồng như là các phe phái và bầu không khí ảm đạm nghiệt ngã. Rogue Trader đã được Game Workshop phê duyệt và tiến hành sản xuất. Nhưng trước khi phát hành, thì Game Workshop đã ký hợp đồng với bộ comics
2000 AD để phát triển một tựa board game dựa trên truyện của họ mang tên Rogue Trooper. Do đó, để không gây nhầm lẫn cho khách hàng, Game Workshop đã đổi tên trò chơi của Rick Priestley thành Warhammer 40,000 Rogue Trader và tiếp thị nó như là một phụ bản của Warhammer Fantasy. Về cơ bản, lore của 40K và Fantasy không hề có mối liên kết với nhau. Tuy nhiên, các phe phái lại gần như được bê nguyên từ Fantasy. Bạn có thể tưởng tượng nó như là một vũ trụ song song như của Marvel vậy. Ban đầu, Game Workshop đã lên kế hoạch bán bộ công cụ chuyển đổi để người chơi có thể sửa các mô hình kim loại của Warhammer Fantasy của họ để sử dụng các vũ khí viễn tưởng của Rogue Trader. Nhưng cuối cùng, Game Workshop đã quyết định tạo ra một dòng mô hình riêng dành cho Warhammer 40,000, tách biệt nó hoàn toàn khỏi Fantasy. Và vào tháng 9 năm 1987, Warhammer 40,000 Rogue Trader có được bài giới thiệu đầy đủ đầu tiên trong tạp chí White Dwarf số 93. Được mô tả là một trò chơi giả tưởng lấy bối cảnh ngoài không gian, đừng pha trộn với bầu không khí tiêu cực của các cuộc chiến thời Trung Cổ. Được chơi theo hệ thống luật tương tự như của Warhammer Fantasy, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với công nghệ và vũ khí của bối cảnh tương lai. Và cuối cùng, vào tháng 10 năm 1987, Warhammer 40,000 First Edition chính thức được ra mắt dưới dạng một cuốn sách luật với tiêu đề Rogue Trader. Vì là một dòng sản phẩm mới, nó không có các mô hình đi kèm như các sản phẩm của Fantasy. Tất cả những gì người chơi cần đều nằm trong cuốn sách luật đầu tiên này, bao gồm từ lore giới thiệu, tuy hơi lộn xộn nhưng khá chi tiết về bối cảnh của Rogue Trader, luật chơi cơ bản và hệ thống nhân vật để người chơi chọn lựa, các artwork, v.v. Sau đó, những nội dung mới được phát hành thông qua các ấn bản bổ sung như là hai cuốn Realm of Chaos giới thiệu về phe hỗn ma, hay Here We Go giới thiệu về loài Orc, hay bài báo trên tạp chí White Dwarf nơi mà người chơi có thể tìm thêm cho mình danh sách các đội quân, hay là phe phái, vũ khí, nhiệm vụ, v.v. Luật chơi của First Edition nhìn chung là rất phức tạp và ép người chơi phải sử dụng trí tưởng tượng hơn là được thể hiện rõ ràng thông qua mô hình, và đồng thời cũng cho phép người chơi sáng tạo hơn đối với lối chơi của mình, như việc cho phép Eldar và Orc cùng góp mặt trong một đội quân chẳng hạn, hay Space Marine cầm súng Last Gun. Nó giống như là một tựa game nhập vai RPG tập trung vào từng nhân vật như D&D hơn là một tựa wargame thực sự, nơi mà bạn phải xây dựng các đội quân. Về mặt lore, có thể nói tại phiên bản thứ nhất, Warhammer 40K chưa thực sự định hình được sự tăm tối đến nghiệt ngã mà tôi và bạn đã biết ngày nay. Mặc dù về mặt ý tưởng đều là một tương lai đen tối ngập trong chiến tranh liên hành tinh, phần lớn lore của Rogue Trader đã không còn đúng với lore hiện tại. Thay vào đó, Rogue Trader mang nhiều nét giải trí hài hước và ít nghiêm túc hơn. Nhiều phe phái vẫn đang vắng mặt như là Dark Eldar, Tau và Necron, v.v. Nói chung là khi đã có một chút vốn hiểu biết nhất định về lore hiện tại của 40K thì Rogue Trader sẽ trông khá là kỳ quặc. Tuy vậy, dân tình lúc đó lại rất thích kiểu hài đen như vậy và 40K đã được đông đảo người chơi đón nhận. Sau sự ra mắt thành công của Rogue Trader đã mang tên tuổi của Warhammer 40K lên cao và đứng gần như ngang hàng với các dòng sản phẩm của Warhammer Fantasy với hàng trăm mẫu mô hình kim loại đã được Citadel Miniature sản xuất trong suốt vòng đời 6 năm kể từ khi nó ra mắt. Các mô hình được bán dưới dạng các hộp bao gồm các bộ phận mô hình trong game. Người chơi sẽ tự mình lắp ráp và sơn mô hình theo mẫu có sẵn của Game Workshop hoặc tự sáng tạo các bảng màu riêng của mình. Nhưng Warhammer 40K chỉ thực sự trở nên nổi bật với đại chúng với Warhammer 40,000 Second Edition được phát hành vào năm 1993. Nó được viết bởi Rick Priestley và Andy Chamber và phát hành dưới dạng một hộp game lớn bao gồm sách luật và mô hình của hai phe phái là Space Marine và Orc. Về mặt luật chơi, phiên bản thứ hai này đơn giản hóa hệ thống luật chơi, giúp nó dễ dàng tiếp cận hơn, tuy vẫn còn khá rắc rối nếu so với ngày nay. Ví dụ như là sự phân biệt phức tạp về khoảng cách bắn của các loại vũ khí, các khía cạnh phức tạp và mang tính trừu tượng hóa cao của Rogue Trader đã được thay thế bằng một hệ thống quy chuẩn rõ ràng cho từng phe phái, giúp nó trở thành một tựa wargame đúng nghĩa hơn. Mặc dù vậy, những thay đổi của phiên bản thứ hai cũng đã nhận rất nhiều lời chỉ trích vì sự thiên vị vào khả năng của các nhân vật hơn là các đơn vị chiến đấu của đội quân. Sau sự ra mắt của hộp game chính, các bản mở rộng của phiên bản thứ hai liên tục được phát hành, bao gồm các cuốn Codex đầu tiên. Nói về các phe, bao gồm Space Marine, Imperial Guard, Orcs, Tyranid và Chaos, giúp mở rộng danh sách đơn vị cũng như là lore của từng phe. Tuy nhiên, một số chủng tộc nhỏ hơn đã từng xuất hiện trong Rogue Trader đã bị loại bỏ như là tộc Slan hay tộc Squats. Một điểm nổi bật nữa của Second Edition là sự thay đổi về hướng đối tượng khách hàng. Thay vì giữ nguyên hơi hướng nghệ thuật trưởng thành và đen tối của Rogue Trader, lần này GW quyết định nhắm vào đối tượng nhỏ tuổi hơn với các tông màu sặc sỡ cho các mô hình và artwork.
Dẫu vậy, về mặt lore, với sự góp mặt của Andy Chamber, ông đã định hình lại tầm nhìn của Warhammer 40K theo hướng tiêu cực hơn, nhấn mạnh rằng vũ trụ này không chỉ tàn khốc mà còn vô vọng, vì đế chế nhân loại sẽ không có đủ sức mạnh để đánh bại vô số kẻ thù của mình và rồi sẽ sụp đổ theo thời gian. Điều mà trước đó đã không được thể hiện ở phiên bản đầu tiên, vì trong Rogue Trader gợi ý rằng loài người cuối cùng có thể chiến thắng và thịnh vượng nếu họ có thể tồn tại đủ lâu để hoàn thành quá trình tiến hóa thành một nền siêu văn minh mới. Đồng thời, nhiều chi tiết mới của lore cũng đã được thêm vào và vẫn được giữ nguyên cho đến tận ngày nay. Ví dụ như là lệnh cấm trí tuệ nhân tạo AI của Adeptus Mechanicus được lấy cảm hứng từ cuộc chiến giữa người và máy của tiểu thuyết Dune, hay việc các Space Marine, thay vì chỉ đơn thuần là những con người trong các bộ giáp như được khắc họa trong Rogue Trader, đã được sửa thành các siêu nhân Space Marine mà chúng ta biết hiện tại. Các mô hình của phiên bản thứ hai vẫn được giữ nguyên form dáng đứng tấn khá ngộ, và các mô hình trong đội quân thường giống hết nhau, ngoại trừ các nhân vật quan trọng. Hầu hết vẫn được làm bằng kim loại, dù bắt đầu có sự thay đổi nhẹ với các vũ khí của các mô hình được chuyển dần sang sản xuất bằng nhựa, giúp các chi tiết có phần rõ ràng hơn. 5 năm sau đó, vào năm 1998, phiên bản thứ 3 của Warhammer 40,000 được ra mắt. Được phát hành dưới dạng một hộp game như ở phiên bản thứ 2 về hai đội quân là Space Marine và Dark Eldar. Tuy nhiên, Game Workshop đã đồng thời cho mở bán sách luật riêng, và cách phát hành này đã dần trở thành truyền thống cho việc ra mắt các phiên bản sau này của Warhammer 40K. Giống như ở phiên bản thứ 2, mục tiêu chính của Third Edition là đại tu lại hệ thống luật trời của 40K, với mục tiêu loại bỏ sự cồng kềnh đã tích tụ trong vòng đời của phiên bản thứ 2 và tạo ra một tựa wargame tinh gọn và trôi chảy hơn, tránh những tranh cãi thường thấy của người chơi khi đối mặt với các tình huống như là chọn góc bắn và phương tiện chẳng hạn. Do đó, gần như toàn bộ hệ thống luật đã được viết lại và toàn bộ hệ thống codex cho các phe phái đã được phát hành lại, nghĩa là bạn sẽ phải mua mới mọi thứ để chơi được phiên bản thứ 3. Và không phải ai cũng hài lòng với điều này, chủ yếu là các người chơi cũ của phiên bản thứ 2, vì họ đã quen với sự phức tạp trong hệ thống luật và sự thay đổi này khiến nó gần như trở nên quá tối giản. Chỉ trích Game Workshop vì muốn có thêm khách hàng mà đã làm mất đi một nét riêng của game. Ví dụ cụ thể là giờ đây, D6 hay xúc sắc 6 mặt là loại xúc sắc duy nhất mà người chơi cần để chơi game, thay vì nhiều loại xúc sắc như là 8 mặt, 4 mặt trong phiên bản thứ 2. Và các loại unit giờ đây đã được phân loại riêng thành các kiểu đơn vị như là bộ binh, bay, phương tiện, v.v. nhằm giúp người chơi dễ dàng phân biệt và đối chiếu luật và thống nhất cách mà các kiểu đơn vị tương tác từ vũ khí đến cách di chuyển của game. Và vũ khí cũng được phân loại thành các mục từ pistol, rapid fire đến assault, v.v. Hệ thống luật này vẫn được giữ nguyên trong suốt 4 phiên bản tiếp theo của 40K, với mỗi phiên bản lại chỉ thêm vào các đơn vị và luật mới, và sau cùng đã lại tạo ra sự cồng kềnh trong luật. Tuy vậy, nhìn chung, sự thay đổi này đã giúp cho 40K tiếp cận được nhiều người chơi hơn, không chỉ trên tabletop. Chính phiên bản thứ 3 này đã tạo ra đến gần 80% lore của vũ trụ 40K mà chúng ta đang thấy hiện tại. Và trong suốt vòng đời của nó, nhiều phe phái mới đã được thêm vào thông qua các cuốn codex của riêng mình, bao gồm Dark Eldar, Tau, Necron và Sitter Battle. Qua phần mở rộng không chỉ lựa chọn của người chơi tabletop mà còn mở rộng bối cảnh của trò chơi với nhiều lore mới được thêm vào và sửa đổi cho phù hợp với các phe phái mới. Nhờ sự tinh giảm của luật cho phép các cuốn codex của phiên bản thứ 3 có thêm nhiều không gian hơn cho lore mới của bối cảnh và retcon lại nhiều chi tiết bất hợp lý của các phiên bản trước, tạo ra bước nền cho lore hiện đại của 40K. Nhìn vào bìa của phiên bản thứ 3, được vẽ bởi bậc thầy minh họa Warhammer 40K, John Blanche, hẳn là các bạn cũng đã thấy được quyết định thay đổi tinh thần của bối cảnh so với phiên bản trước. Sự rực rỡ bắt mắt của Second Edition này đã được thay đổi bằng màu sắc ảm đạm và tăm tối của các hiệp sĩ Black Templar. Ngay cả logo cũng đã được thay đổi để phù hợp với sự nghiêm túc hơn của bối cảnh, đánh dấu sự trở lại của Warhammer 40K với bầu không khí bạo lực và đen tối hơn. Trong phần giới thiệu của cuốn sách luật này đã viết: không có thời gian cho hòa bình, không có thời gian ngồi nghỉ, không tha thứ, chỉ có chiến tranh. Bạn biết đấy, nói chung là bắt đầu Grim Dark. Phiên bản thứ 3 có vòng đời 6 năm và được kế vị bởi phiên bản thứ 4 vào năm 2004 và phiên bản thứ 5 vào năm 2008. Phiên bản thứ 4 được phát hành dưới dạng một cuốn sách luật bìa cứng và một hộp game có tên gọi đầu tiên là Battle for Markrak với sự góp mặt của Space Marine và Tyranid. Còn phiên bản thứ 5 là box set mang tên Assault on Blackreach với sự trở lại của Orc và Space Marine. Với cái tên thể hiện cho chiến dịch tương ứng trong lore mà người chơi có thể tham gia bằng các trận đấu tabletop với mô hình của cả hai phe. Trong cả hai phiên bản này, hệ thống luật về cơ bản vẫn được giữ nguyên so với phiên bản thứ 3 trước đó, khiến cho các cuốn codex của phiên bản thứ 3 vẫn còn hợp lệ và được sử dụng xuyên suốt 3 phiên bản với chỉ những bổ sung nhỏ vào các phe phái thông qua tạp chí White Dwarf. Những bổ sung mới của hai phiên bản này bao gồm khả năng cho các mô hình bộ binh núp khi bị bắn,
hy sinh khả năng di chuyển và bắn để nhận được thêm điểm phòng thủ. Đường ngắm thực tế hay line of sight trở thành bắt buộc để thực hiện đòn tấn công tầm xa và các mô hình của đối thủ. Di chuyển nhanh hay advance được giới thiệu giúp các đơn vị không muốn tấn công có thể di chuyển tới khoảng cách xa hơn. Nếu các bạn đã và đang chơi tabletop hiện tại của 40K, hẳn là những điều này sẽ rất quen thuộc. Còn về mặt lore thì nó bắt đầu được thực hiện dưới các nhìn khách quan hơn về bối cảnh của 40K, nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào quan điểm của nhân loại. Và bắt đầu từ phiên bản thứ tư, nguồn lore của Warhammer 40K đã không còn giới hạn ở các cuốn Codex hay là sách luật nữa, mà Game Workshop đã cho thành lập một công ty con riêng tên là Black Library vào năm 1999, chuyên sản xuất các sản phẩm văn học đồ sộ xoay quanh các bối cảnh của hãng như Warhammer Fantasy và Warhammer 40K. Từ chất lượng nội dung của các đầu sách chưa được sự đồng nhất và còn nhiều xung đột giữa nội dung lore của các tác giả khác nhau, cũng như là giá thành của các đầu sách còn khá là cao. Nhưng nhờ vào sự khai sinh của Black Library, kho tàng lore vốn đã rộng lớn của vũ trụ 40K lại càng được tăng thêm chiều sâu với những nhân vật, sự kiện, phe phái được mô tả một cách chi tiết theo phong cách kể chuyện văn học, tạo cho người chơi một cách mới để tiếp cận với bối cảnh đen tối này. Cho đến nay, Black Library vẫn đang hoạt động một cách tích cực với hàng chục series tiểu thuyết và truyện ngắn lớn nhỏ như Horus Heresy, Dawn of Fire hay gần đây nhất là Siege of Terra và Ark of Omen. Về mặt mô hình thì cho đến phiên bản thứ 5, các mô hình kim loại đã dần được thay thế bởi chất liệu nhựa, giúp tăng chất lượng thẩm mỹ của mô hình. Ngoài ra, một công ty con nữa cũng được Game Workshop cho thành lập với tên gọi Forkwar vào năm 1998 với vai trò sản xuất các mô hình giới hạn, chất lượng cao, chủ yếu tập trung vào những người chơi đam mê sưu tầm. Khác với các sản phẩm của Citadel Miniature, được bán dưới dạng các hộp game với nhiều mô hình trong một hộp, Forkwar tập trung chủ yếu vào các mô hình lẻ như các nhân vật hay là mô hình trang trí. Và chất liệu mà họ sử dụng cho các mô hình này là nhựa resin, một vật liệu giòn nhưng rất nhẹ và dễ tạo hình, có thể được sử dụng để tạo ra những mô hình cực kỳ chi tiết, tăng tính thẩm mỹ hơn so với nhựa polystyrene của các dòng sản phẩm Citadel Miniature. Bên cạnh đó, các loại sơn dùng cho mô hình cũng đã được Game Workshop làm chủ hoàn toàn với dòng sản phẩm sơn mô hình acrylic mang tên Citadel Color, được sản xuất và phân phối bởi chính nhà sản xuất mô hình Citadel Miniature của hãng. Citadel Color được chia thành nhiều loại khác nhau tùy vào mục đích sử dụng trên mô hình, như là sơn primer để phủ lên mô hình giúp tăng tuổi thọ của các lớp sơn chính, base color để tạo thành những màu chủ đạo của mô hình, hay là shade colors để tạo thành độ sâu cho các chi tiết của mô hình, vân vân. Điều này cho phép các khách hàng trở thành những họa sĩ thực thụ đối với mô hình của họ. Dần dần đã khiến cho việc sơn mô hình Warhammer 40K có sức hút không kém gì việc chơi tabletop và tìm hiểu lore của người chơi. Tiếp tục đến phiên bản thứ 6 vào năm 2012. Nó được ra mắt với box set mang tên Dark Vengeance, bao gồm sách luật và cả mô hình của hai phe là Dark Angels và Chaos Marine. Một lần nữa, cũng như hai phiên bản trước đó, hệ thống luật chung vẫn được giữ nguyên. Các thay đổi chỉ nhằm mang tính cân bằng và giải thích rõ hơn về các luật nhất định của game. Trong phiên bản này, lần đầu tiên kể từ phiên bản thứ tư, một phe mới được thêm vào là Imperial Knights, cho phép người chơi chỉ huy các cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ của đế chế Mechanicum tham gia vào chiến trường tabletop. Sixth Edition là phiên bản có vòng đời ngắn nhất, nhưng với chỉ 2 năm của mình, rất nhiều models và sách chiến dịch mới đã được giới thiệu cho các phe phái. Nổi bật với sự giới thiệu của các đơn vị siêu trọng, Super Heavy như Bane Blade của Imperial Guard và Riptide Battlesuit của Tau Empire, v.v. Tiếp đến, vào năm 2014, phiên bản thứ 7 đã được ra mắt và lần này vẫn là với box set Dark Vengeance. Trong phiên bản này, hàng loạt phe mới đã được thêm vào, bao gồm Adeptus Mechanicus, Death Watch, Harlequin, Genestealer Cult và Custodes, với các cuốn codex hoàn chỉnh của riêng mình. Tuy nhiên, đây lại được coi là kỷ nguyên Grimdark của 40K, nhưng không phải trong lore mà là đối với chính bản thân tựa game này. Đầu tiên là vấn đề tồn tại, như sự phức tạp của bộ luật hiện tại từ phiên bản thứ 3 tưởng chừng được giải quyết từ các thay đổi của phiên bản thứ 4, 5 và 6. Tuy nhiên, đồng thời với việc lược bớt và chỉnh sửa, nhiều luật mới cũng đã được thêm vào, và tuy những thay đổi tại phiên bản thứ 4 và 5 không đáng kể, tuy nhiên đã cùng nhau tích tụ đến phiên bản thứ 7. Vấn đề về sự phức tạp quá mức của luật lại quay trở lại. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tiêu cực nhất về phiên bản thứ 7 này. Điều khiến cho nó bị coi là phiên bản tồi tệ nhất của Warhammer 40K Tabletop chính là vấn đề cân bằng game giữa các phe phái và các lỗ hổng trong việc tạo đội quân. Hệ thống tạo đội quân mới này của 7th Edition đã cho phép người chơi lợi dụng các điểm không được giải thích rõ ràng trong quy tắc để thêm các đơn vị vào đội quân của mình mà không phải tính điểm của các đơn vị đó, dù họ có thêm lợi thế lớn hơn về số lượng so với các đối thủ có cùng điểm quân. Đến mức, các đội quân có điểm số lên tới 2.000 point cũng phải chịu thua
trước những đối thủ chỉ có bằng một nửa số điểm của họ. Rõ ràng là rất ức chế cho những người chơi chân chính. Nhưng chưa hết, để đổ thêm dầu vào lửa, GW đã chọn giữ nguyên hệ thống luật này trong suốt vòng đời của phiên bản thứ 7. Không có bất kỳ FAQ mới nào được Game Workshop đưa ra để giải đáp những thắc mắc của người chơi. Mọi thứ tệ đến mức nhiều người còn tự hỏi liệu 4K có còn sống sót được đến phiên bản thứ 8. Và thật may, câu trả lời là có. Sự ra mắt của Edition của Warhammer 4K được hé mở thông qua series tiểu thuyết The Gathering Storm của nhà xuất bản Black Library trong giai đoạn cuối của 7th Edition. Thông qua đó, thì lần đầu tiên trong gần 30 năm, mẫu lịch sử trong lore của 4K luôn dừng lại ở năm 999 của thế kỷ thứ 41, đã được đẩy lên với sự sụp đổ của Kadia và sự thức tỉnh của Primarch Robotic Guilliman, chính thức đưa 4K đến với những sự kiện hoàn toàn mới tại thế kỷ thứ 42. Cuối cùng, vào năm 2017, phiên bản thứ 8 đã được ra mắt với box set mang tên Dark Imperium, chứa các mô đồ hoàn toàn mới của Primary Space Marine và Death God, được coi là phiên bản đã hồi sinh 4K từ bóng đêm của 7th Edition. Đầu tiên, kể từ phiên bản thứ 3, hệ thống luật Core Rule đã được viết lại hoàn toàn. Việc này đã giúp cho Game Workshop định hình lại gần như toàn bộ hệ thống luật của game, giúp nó trở nên dễ tiếp cận và cân bằng hơn rất nhiều so với các phiên bản trước. Rút gọn bộ luật của game xuống chỉ còn 14 trang, được thể hiện một cách dễ hiểu so với hàng chục trang luật rắc rối của các phiên bản trước. Sau đó, 5 cuốn sách luật Index đã được xuất bản, trong đó bao gồm các tờ thông số của model và luật riêng của các phe phái để cho phép người chơi sử dụng đội quân từ phiên bản thứ 7 của mình, giúp nó trở thành phiên bản dễ học và chơi nhất kể từ phiên bản thứ 3. Ý tưởng về 3 cách để chơi của 4K cũng đã được giới thiệu chính thức trong phiên bản này, bao gồm Match Play, áp dụng khi bạn thi đấu, Narrative Play, áp dụng khi bạn chơi theo các chiến dịch của lore, và Open Play, áp dụng khi đấu tập. Mặc dù vậy, Match Play vẫn luôn là cách chơi được các game thủ chọn lựa. Cuối cùng, chúng ta đến với phiên bản mới nhất của Warhammer 4K, 9th Edition, được ra mắt vào năm 2021. Về cơ bản, vẫn là phiên bản thứ 8 với hệ thống luật gần như tương đồng với những thay đổi chủ yếu nằm trong hệ thống tính điểm nhằm cân bằng game. Do đó, các cuốn Codex của phiên bản thứ 8 vẫn được sử dụng trong phiên bản thứ 9 này. Và cho tới gần đây, các cuốn Codex mới đã được ra mắt bao gồm Waiters và Squads, đánh dấu sự trở lại của phe này sau hơn 30 năm vắng bóng kể từ 2nd Edition. Chế độ chơi Narrative Play giờ đã được thay thế bằng Crusade Mode, chế độ mang đội quân của người chơi tham gia vào hàng loạt chiến dịch theo cốt truyện cho sẵn và giúp nâng cấp chỉ số của các đơn vị theo thời gian. Về mặt mô hình thì phải nói là kể từ phiên bản thứ 7 đã rất đẹp. Các công nghệ mới đã cho ra chất lượng chi tiết cũng như là form dáng của các mô hình cao hơn rất nhiều so với các phiên bản trước, tuy cùng sử dụng là chất liệu nhựa polystyrene. Và với sự xuất hiện của các Primary Space Marine ở phiên bản thứ 8 và các mô đồ hoàn toàn mới của Necron tại phiên bản thứ 9, đã đánh dấu cho quá trình làm mới mô đồ của 4K, giúp tăng tính thẩm mỹ cũng như là độ chính xác về mặt kích cỡ của mô đồ so với lore. Tuy vậy, điều này cũng đã tạo ra một vấn đề nhỏ, đó là khi để cạnh nhau, những mô đồ cũ trông sẽ hơi kỳ quặc vì tỷ lệ cơ thể khá thấp so với các mô đồ mới. Điển hình là khi so sánh giữa các Space Marine đời cũ hay Firstborn và các Primaries mới, khiến nhiều người chơi không khỏi đắn đo khi chọn mô hình cho đội quân của họ, là tôi. Dù sao thì, về mặt lore, tương tự như tại phiên bản thứ 7, khi những tháng cuối cùng của 9th Edition sắp sửa khép lại, hàng loạt diễn biến mới của dòng thời gian 4K đã được hé lộ với series tiểu thuyết Arcs of Omen, kể về cuộc săn lùng các mảnh chìa khóa bí ẩn nhằm tạo ra một thứ vũ khí khủng khiếp để tiêu diệt đế chế của Abaddon và Vastor. Phiên bản thứ 10, dù chưa được hé lộ thời điểm ra mắt chính thức, nhưng dựa trên những gì mà Game Workshop cung cấp cũng như những lời đồn trong cộng đồng, phiên bản thứ 10 của 4K hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của Warhammer 4K, ít nhất là về mặt tabletop, với hệ thống luật được xác nhận là sẽ reset lại toàn bộ, tương tự những gì họ đã làm với bước nhảy từ phiên bản thứ 7 cho đến 8. Liệu nó có thực sự thành công không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Và như vậy, trên đây là những gì về hơn 4 thập kỷ phát triển của tựa game tabletop mang tên Warhammer 40,000. Tất nhiên, với quy mô của 4K hiện tại thì nó không chỉ dừng lại ở hai mảng, đó là lore và tabletop, mà bên cạnh đó là dòng lịch sử không kém phần thú vị của mảng trò chơi điện tử hay phim ảnh với IP Warhammer 4K. Vậy nên, nếu các bạn muốn tôi làm về các chủ đề này trong tương lai thì hãy bấm like và comment bên dưới video để tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau. The Emperor Protects.